Chị của mình có làn da rất là đẹp, đặc biệt là da mặt. Đi với chị hả mà anh thấy nhiều khi mình thấy ghen tị. Nhưng từ khi chuyển sang xài Dove, da mình khác trước rất nhiều. Dove thật khác biệt. Dove chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng da và các thành phần làm sạch trung tính, nên không làm khô da bạn như các loại xà bông thường. Mình cảm thấy là da mình sạch, không bị khô. Với lại ha, mấy cái phần mụn dưới đây nè, giờ nó cũng mau hết nữa. Giờ bây giờ mình đứng kế chị, mình cảm thấy rất là tự tin. Có thể chị đẹp kiểu này nhưng mà mình cũng đẹp kiểu khác. Viện da liễu thử nghiệm và chứng nhận dùng Dove trong 7 ngày, làn da của bạn sẽ thật sự mịn màng hơn.